Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Lâm Chi Khanh mặt cứng đơ, nhọn hoắt. Lâm Chi Khanh vừa đăng tải những hình ảnh gây chú ý với gương mặt cứng đơ. Đây là kết quả của việc Lâm Chi Khanh trang điểm quá đậm và sa đà vào phần mềm chỉnh sửa ảnh. Lâm Chi Khanh vừa đăng tải lên Facebook cá nhân những hình ảnh mới gây chú ý với lối trang điểm dày cộm, nhấn nhá và quá nhiều chi tiết. Gương mặt Lâm Chi Khanh trông rất lè loẹt và cứng đơ như tượng sắt. Không chỉ vậy, công chúa còn quá sa đà vào việc trùng tu nhan sắc bằng các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Điều đó không giúp Lâm Chi Khanh đẹp lên mà còn khiến gương mặt của cô, đặc biệt là đôi mắt, trở nên vô hồn, không cảm xúc. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Chi Khanh bị chê về lỗi trang điểm và việc lạm dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những bức hình với diện mạo quá khác lạ so với thực tế, làm nhiều người nhận không ra. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.